huyện Bình Chánh, nhiều hộ dân kêu cứu do cơ sở nấu nhôm, nấu đồng, tái chế phế liệu gây ô nhiễm. Mới đây, người dân tổ 17 ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh kêu cứu vì tình trạng nấu nhôm, nấu đồng, tập kết tái chế rác thải gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm khí thải, ô nhiễm nước thải trên địa bàn chưa được xử lý dứt điểm. Theo phản ánh của người dân, các cơ sở này tồn tại từ năm 2014, 2015 đến nay. Theo người dẫn đường Chúng tôi di chuyển từ đầu đường Kinh Trung Ương, đoạn nối với đường Võ Văn Vân, tới ngã tư, rẽ trái vào khu vực tổ 17 ấp 5, nơi có nhiều cơ sở lò nấu nhôm, nấu đồng, bãi tập kết tái chế rác thải đang hoạt động. Dù chưa đi tới nơi nhưng thấy nhiều cột khói đen kịt xả ra, người dân cho biết đó chính là ống khói của các cơ sở lò nấu nhôm, nấu đồng. Đồng thời, nguồn gốc các cột khói cũng xuất phát tại bãi tập kết tái chế rác thải, nơi thường xuyên đốt các loại rác thải không còn tái chế được nữa. Đi thêm đoạn khoảng 500m xuất hiện bãi tập kết tái chế rác thải, sâu bên trong là cơ sở lò nấu nhôm, nấu đồng hiện ra với quy mô lớn. Người dân cho biết, các cơ sở lò nấu nhôm, nấu đồng, bãi tập kết tái chế rác thải này đã có từ 7-8 năm trước. Cũng từ đó, cuộc sống người dân xung quanh đây bị đảo lộn, hàng ngày phải chịu đựng môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Người dân đã nhiều lần phản ánh tới công an khu vực, bí thư chi bộ, ban nhân dân ấp tại địa bàn, tuy nhiên, suốt nhiều năm các cơ sở này vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức dư luận người dân phải sống chung với mùi xỉ thang của lò nấu kim loại, mùi khét lẹt của bãi đốt rác thải, mùi hôi thối sông lên nồng nặc của nước thải mỗi khi có cơn gió thổi qua. Điều đáng nói, các cơ sở này sử dụng một lượng lớn nước được bơm lên từ mạch nước ngầm, dùng tẩy rửa nguyên liệu mà không được xử lý, xả thải trực tiếp ra xung quanh, gây hôi thối, ô nhiễm nghiêm trọng. Những chất thải độc hại này, một phần là khói bay đi, gây ô nhiễm cho các nơi khác, phần còn lại hòa với nước sẽ thẩm thấu qua đất xuống mạch nước ngầm. Lúc đó những tác hại không chỉ ảnh hưởng đến đời mình mà tới tận đời con, đời cháu. Được biết, các cơ sở này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện hàng loạt sai phạm về khí thải, nước thải, gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và ra nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, buộc các cơ sở này có biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nhưng đến nay vẫn không thực hiện được. Đặc biệt hơn, vào thời điểm trước dịch COVID-19, khi phát hiện khu vực này xây dựng thêm nhiều lò nấu nhôm, nấu đồng mới cơ quan chức năng đã thành lập đoàn cưỡng chế để tiến hành cưỡng chế nóng, phá hủy các lò mới vừa xây dựng. Hoạt động này nhằm ngăn ngừa các trường hợp khác phát sinh. Tuy nhiên, từ khi hết giãn cách, tức tháng 10 năm 2021, khu vực này đã xây dựng mới một lò nấu đồng nhôm rộng khoảng 90 m vuông, đến nay vẫn tồn tại, chưa bị xử lý. Người dân địa phương đặt câu hỏi, liệu rằng các cơ sở này vẫn tồn tại, ngang nhiên hoạt động là có sự ngó lơ, bao che của bí thư chi bộ, ban nhân dân ấp, công an khu vực ấp 5 xã Vĩnh Lộc B20. Phóng viên liên hệ Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tìm hiểu thêm, vị chánh văn phòng cho biết, hiện tại các lãnh đạo đang bận họp, không trả lời được, đề nghị để lại câu hỏi trả lời sau. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm.